Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyên Review. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau trải nghiệm một cái sản phẩm nữa tới từ một thương hiệu Việt. Thương hiệu Việt này khá là mới mẻ, nói chung là mới so với những thương hiệu khác mà mình biết. Còn cái sản phẩm của nó thì như thế nào thì mình cũng rất là tò mò để muốn đưa cho các quý vị và các bạn. Mình mới dùng nó lần duy nhất và cũng là lần đầu tiên vào những ngày mà founder của cái sản phẩm này, của cái thương hiệu này nghiên cứu sản phẩm từ những lúc mà nó đang ở trong trứng nước luôn á. Thì một cái điều hay ho thú vị là thời điểm đó mình vẫn còn đang làm Hair Bros. Mình chỉ nói vậy thôi chứ còn không có ý gì thêm khác cả, nhưng mà nói chung rằng là giống như là có những cái sự liên hệ liên quan đến nhau, giống như là người ta hay nói là ở có duyên. Thì hôm nay giới thiệu với các bạn một sản phẩm mang tên về một, mình nghĩ rằng là giống như là nữ hoàng sắc đẹp, hoặc là một, chính xác hơn là một cô gái bị nguyền rủa bởi nhan sắc của cô ta. Xin giới thiệu với các bạn The Mythos Medusa. Thì Medusa là một sản phẩm được giới thiệu từ vài năm trước, Stonehold, Ip, Matte Finish, hút dầu, tức là về cơ bản là độ dư nét cao thì rất cao, ít bỏng, khô và hút dầu. Và nó cạnh tranh trực tiếp với chính người tiền bối của nó lại, đấy là David Hope Solid. Tất nhiên là mình đang bán Solid mà, nhưng mình vẫn không có cảm giác khó chịu gì với Medusa. Phải yên tâm các bạn, mình không gì Medusa đâu mà lo. Cái vấn đề chính rằng là Medusa phục vụ một cái gu khách hàng khác. Người ta muốn một cái sự rất là chắc chắn và khô rít, khô đét luôn, thì họ sẽ luôn tìm tới Medusa này. Và không chần chừ nữa, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Trước khi trải nghiệm, mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai phiên bản Medusa mà mình sở hữu trước. Đầu tiên là phiên bản này, phiên bản đầu tiên của Medusa xuất hiện ở trên thị trường. Cái thứ hai là vài tháng trước, phiên bản của vài tháng trước. Và cái thứ ba, đây, phiên bản mới nhất. Mình định review cho các bạn phiên bản này, nhưng mà mình nói với founder, tự nhiên bạn founder nói, nhắn tin cho mình thì bảo là đừng có dùng phiên bản này nữa, dùng cái này đi anh. Ok. Thì đầu tiên thì mình muốn giới thiệu các bạn rằng là những gì mà folder của Medusa muốn làm. Mình lấy ví dụ là cái lọ này. Cái hồi ở bãi mới gặp mình ấy, thì cái hình Medusa này bạn muốn là nó sẽ được dập nổ lên khỏi bề mặt này và in metallic một nửa. Thì nó giống như kiểu là trắng đen, sáng tối, trái phải các kiểu ấy. Nó là cái sự tương phản, cảm giác cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Và đến phiên bản hiện tại được bổ sung thêm một hộp bìa nữa. Tất nhiên là với cái hộp bìa này mình thấy là nó bình thường, nó không phải thực sự cái gì nó quá xịn sò. Thì nhìn chung nó có cái phần lịch sự hơn, nhưng mà cái ý tưởng theo đuổi vẫn chưa đến nơi lắm. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy, in càn nhũ lên này bạn. Đây là càn nhũ hay là metallic? Chắc là càn nhũ, mà là càn nhũ. Đó, thì chúng ta sẽ đi từ ngoài hộp vào bên trong hộp. Đầu tiên thì về cái cấu tạo của cái hộp này là hộp cái đuôi, cái đáy. Đó, như mình đã giới thiệu với các bạn thì cái hộp cái đáy này sẽ khác với những hộp cái đáy sẽ khác so với những cái hộp hai nắp. Thì cái chi phí của hộp cái đáy sẽ đắt hơn một chút. Bên trên nắp chúng ta sẽ có hình ảnh mà thương hiệu muốn mọi người tập trung vào, đấy là tên sản phẩm và biểu tượng của sản phẩm kèm theo trọng lượng của sản phẩm. Tuy nhiên thì như mình đã giơ lên cho các bạn, thì với những cái kiểu cách như thế này thì chữ Medusa hoàn toàn chúng ta có thể đọc được, nhưng chữ 60g bên dưới có phần hơi nhòe, do là cái phần nhòe này do là cái phông chữ, cái cỡ chữ của cái những cái ký tự này nó hơi bé một chút. Thì thực ra thì ở trên máy tính thì cái này nó không bị nhòe, hoàn toàn bị nhòe và nó đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn về thiết kế, về cái tỷ lệ, nói chung là vẫn rất là thẩm mỹ. Tuy nhiên thì đem đến nhà in thì bởi vì giới hạn của công nghệ in, thế nên là nó mới bị nhòe như thế này.
ở đây mặt trước tên sản phẩm, mặt sau có QR code gì đấy, trọng lượng của sản phẩm kèm theo đấy một số thông tin là Stonehold Natural Finish. Đó. Bên này chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng, bên này thành phần. Đó. Ok, đọc hướng dẫn sử dụng qua loa xem nào. Ok, hướng dẫn sử dụng không có cái gì đặc sắc. Thành phần thì bao gồm cao lanh, bentonite, dầu thầu dầu, dầu hạt nho, bơ shea, sáp ong, sáp canoba, hương liệu và chất bảo quản phenoxy ethanol. Đó. Không có cái gì đặc sắc cả, mở ra nhé. Thì mình biết là các bạn cũng rất là hào hứng khi mà... Đây các bạn này, hộp bên trong không có gì. Mình rất là đây. Nói cứ xưng dở câu. Đây nói nốt đây các bạn, ví dụ cái hộp, cái chất liệu của hộp ấy nó tệ, nó sẽ ảnh hưởng như nào đây. Cái này không thể nào trách được, bởi vì cái sản phẩm này vốn dĩ là nó cũng giá nó cũng ra tương đối rẻ, chứ không phải là giá đắt gì, 500-700 nghìn hay là 1 triệu đồng ấy. Mà quá khắt khe với nó. Cái bề mặt hộp như này ok, rất là đẹp. Rất là đẹp, cái chất liệu này thôi chấp nhận được, nó cũng chỉ có hơn 100 nghìn thôi. Đó. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đây cái chất liệu giấy nó sẽ bình thường ra nó sẽ như thế này, rất là tệ. Đấy, không tự nhiên mình khó khăn gì đâu, tại vì mình cũng làm nhiều cái rồi. Và đây phiên bản Medusa đựng trong đấy thì trông có vẻ như là không khác lắm so với cái phiên bản mình dơ lên như thế này. Thì mình sẽ phân biệt rằng là phiên bản có hộp hoặc phiên bản không hộp. Và thêm nữa là phần nóc của phiên bản mới không có khắc laser chữ The Method lên là như ở phiên bản cũ. Cái điều này mình rất là ủng hộ Forer, bởi vì là khi mà khắc laser lên thì trông nó rất là tệ, nó không được cái hiệu ứng như mà mình mong muốn, nó rất là tệ, màu nó cứ xỉn mà không có không thể khác được, nó rất là tệ. Hộp này đựng trong hộp thủy tinh 50 mấy gram, 56 gram, 60 gram, nên là mình lưu ý với các bạn không nên cong cuột hộp này quá nhiều nha. Đó. Đây chất xác của chúng ta đây, chất xác có mùi nâu. Và mình khi mà mình sờ mình có cảm giác là nó sẽ có một cái trải nghiệm xoa xác là nhám. Nhám này. Và mềm. Nhám và mềm, mềm hơn solid là một điều chắc chắn. Đúng, chính xác, mềm hơn solid. Mình sẽ so sánh trực tiếp với solid. Mình sẽ không so sánh trực tiếp với mình sẽ so sánh trực tiếp với solid để cho các bạn dễ dàng hình dung ra rằng là cái sản phẩm này so với một sản phẩm tiền nhiệm như thế nào và mình làm người như thế nào. Đấy, một công đôi việc. Rất là mềm các bạn, rất là mềm luôn. Nhưng một vấn đề mình vẫn nhìn thấy rất là nhiều hạt các bạn ạ. Ở phiên bản mới này mình đang nhìn thấy rất là nhiều hạt với một cái chất sáp, thì cái việc này mình cảm giác thấy là hơi ghê và có phần là công thức có vẻ bị lỗi ở phiên bản lần này. Và khi mà mình xoa ra thì rất là nhiều hạt sạn. Mình không rõ là những phiên bản trước như thế nào. Mình sẽ thử xoa cái này ra, lấy một lần nào, xoa kỹ nào. Xoa kỹ vẫn tan ra các bạn này. Vẫn tan ra. Và hoàn toàn tan. Chỉ để lại một cái lớp gọi là giống như dầu ấy, bóng bóng ở trên tóc. Xoa lên rất nhám. Vuốt lên tóc rất nhám. Cái độ nhám này mình phải khẳng định với các bạn luôn là nó cho mình liên tưởng tới chính Hand de Foucault Quicksand. Có thể mình nói với các bạn rằng là con Solid là con Quicksand phiên bản Việt Nam, nhưng phải nói rằng là gì, Solid cũng có nhám, nhưng mà nhám không cảm giác thấy cái sự nhẹ nhàng như là Medusa. Nếu mà để gọi là gần giống Quicksand thì mình nghĩ là con này nó sẽ giống hơn. Và
quý vị lưu ý là cái lớp trên sẽ luôn cứng hơn lớp dưới. Vừa lúc nãy mình trải nghiệm cũng thế, lớp dưới rất là mềm, luôn mềm hơn lớp trên rất là nhiều. Thì mình sẽ lấy thêm một lần nữa, nhưng xin phép quý vị và các bạn là mình sẽ lấy cái lần này chỉ phút cho gáy là một bên mai. Mình sẽ vuốt bên còn lại bằng cái con phiên bản gần nhất có chữ khắc laser ở trên nắp này. Cái chất sáp con này màu rất là khác so với con mới nhất. Nhưng mình sẽ thử xem cái màu sắc, các bạn có thể thấy rằng là cái chất sáp nó có một cái số cái chấm lấm tấm ở đây. Để thử xem nào. Chất sáp của con bản cũ này cứng hơn hẳn. Xoa ra tay cũng cứng hơn, cảm giác thì sạn hơn rất là nhiều. Wow, mà nó không tan sáp. Mình sẽ xoa thử tiếp xem mà nó có tan không. Không tan sáp các bạn. Đây là thuộc phạm trù vấn đề về nhũ hóa cả hai phiên bản luôn, thực sự mà nói. Mình sẽ phải phủi mấy cái hạt này xuống trước khi mà mình vuốt thử số còn lại lên tóc. Nó không, cái hạt nó rất là to các bạn, hạt to đùng luôn. Đây này các bạn hãy nhìn này, đây nó rất là nhiều hạt khi mà xoa ra tay một lần đấy. Một cái đống hạt sạn sáp to đùng như thế này. Wow. Mình đã sử dụng hoàn thiện kiểu tóc bằng The Method Medusa. Mình có thể thấy rõ ràng là phiên bản mới của Medusa nhẹ hơn phiên bản cũ rất là nhiều. Thực sự mà nói, phiên bản mới của Medusa không đến mức cảm giác vuốt nó giữ nếp cao như ở phiên bản cũ đâu. Nhá, cái phiên bản cũ bên này nhá, và phiên bản mới bên này, nó cho cảm giác bám tóc khác hẳn nhau về cái độ giữ nếp ấy. Với phiên bản mới này, chúng ta sẽ có một cái độ giữ nếp khoảng medium. Với phiên bản cũ này là firm cho tới 2. Thực sự luôn, rất là khác nhau luôn. Nó rất là khác nhau. Mình nghĩ rằng là cái hiệu năng của phiên bản cũ này, nó là cái khẳng định cái tên tuổi của Medusa ở trên thị trường. Hiệu năng của phiên bản mới này mình cảm thấy giống, nó giống như kiểu một cái bản clone kiểu tốt
hơn một chút so với con, thực ra thì tốt hơn nhiều chút so với con Pixel. Thực ra mà nói thế, lấy mốc của con Pixel thì con này tốt hơn nhiều chút. Nó cho một cái độ zip vừa phải, thoải mái. Tất nhiên là với tóc mình thì bị dài quá form rồi. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy ạ, tóc dài quá form nhưng mà cảm giác nó cũng rất là ok, rất là ổn. Tuy nhiên thì độ giữ nếp nó chỉ có điểm medium thôi, nên các bạn thấy bên này thì trải vào nó không vào nếp. Đây mình có thể trải vào cho các bạn, nó không bám vào nếp tốt như là bên này. Bên này bám vào dính vào luôn này, bên này còn bị bung bung, bung ra ở đoạn này đó. Nên là một cái điều mà mình có thể cho các bạn biết về Medusa ở phiên bản này trong clip này là bởi là cái gì, các bạn hoàn toàn thể cân đối giữa hai phiên bản high hull và medium hull của Medusa, tức là bản cũ và bản mới. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn các bạn cân nhắc mua Medusa phiên bản mới này hơn, đánh đổi độ giữ nếp. Nhưng những gì mà chúng ta cần thực sự ra chỉ là một anh thợ cắt tóc tốt và một sản phẩm giữ nếp vừa đủ, các bạn sẽ có một cái form tóc rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Cái sản phẩm nó sẽ nhám, nó sẽ khô, nó sẽ cho các bạn cảm giác thoải mái vừa đủ, chứ nó không phải một cái gì đấy gọi là quá chắc chắn. Đổ lại với sự chắc chắn đấy, như các bạn đã thấy, chất xác có thể bị hỏng. Mình coi đấy là hỏng chứ không phải là tính năng, mình coi đấy là hỏng. Thì điều đó rất là đáng, gọi là đáng buồn với một cái sản phẩm sáp. Và còn một điều nữa mà mình chưa review các bạn từ nãy giờ đó là mùi hương của Medusa. Thì mình không rõ rằng là Medusa có thay đổi mùi với kiểu 3-4 bản mùi hay không. Tuy nhiên thì phiên bản mùi này mình không biết đây là phiên bản mùi gì nhá. Mình có thể hỏi chủ hãng lại, nhưng mà để cho khách quan mình sẽ gửi. Cái mùi của Medusa phiên bản này phải nói với các bạn là hơi giống mùi nước hoa. Thực sự hơi giống mùi nước hoa thanh mát, nó sẽ là hướng hoa, những bông hoa một chút, giống như kiểu những bông hoa và một chút cảm giác aquatic của nước ấy, rất là thanh mát, rất là ngọt, một chút ngọt, nước qua hàng ngọt. Thì cái sản phẩm này có thể một số người sẽ bảo là cảm giác giống một cái đồ trong nhà, nhưng mà với mình ít khi sử dụng đồ trong nhà kiểu như vậy. Thế nên là mình khẳng định với các bạn luôn là cái sản phẩm này với mùi hương cũng có thể gọi là chấp nhận được. Ngửi ở trong ngõ rất là nhẹ thì lên tóc mình bây giờ cảm thấy không có quá nhiều mùi. Và không biết rằng là cái độ bám mùi của nó như thế nào, nhưng nói chung là độ tỏa thì cũng không gọi là tra tấn lỗ mũi. Thế nên là chốt lại cái một phần một của clip ở đây. Mình sẽ đi thử nghiệm trong vài tiếng nữa để xem là có ok không. Mình nghĩ là ok đấy. Sáp này chắc là không giảm kết dính nhá. Không giảm kết dính, nhưng mà quan trọng là mùi hương. Mùi hương và cái trải nghiệm cả một ngày dài xem như thế nào. Mình rất là kỳ vọng vào cái sản phẩm như thế này để xem rằng là Hommu Việt Nam có thực sự đang phát triển hay không. Đừng đi đâu cả ha. Và mình quay trở lại rồi đây. Bây giờ là sau đúng một ngày. Thực ra thì chính xác là không hơn, không phải là một ngày, mà là 12 tiếng hơn sử dụng The Method Medusa, một cái sản phẩm mà rất là nổi tiếng được các bạn trẻ Việt Nam tin dùng. Thì các bạn sẽ đang thấy rằng là Medusa ở trên tóc mình cả một ngày, mình không có động gì vào tóc nha, kia như thế này thôi. Nó sẽ như thế nào? Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy rằng là với tóc dài của mình thì cái form tóc hoàn toàn không đẹp. Cái thứ hai, mình sẽ nhận xét về cái độ giữ nếp. Cái độ giữ nếp duy trì nguyên một ngày không có giảm gì luôn. Nó là một cái rất 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 là đáng để mà khen. Cái thứ hai, độ bóng không lay chuyển. Và phải chê rằng là cái mùi hương thì hơi một chút bay nhanh. Tuy nhiên thì cái điều này không quá quan trọng với bản thân mình. Mùi hương của một sản phẩm
nó chỉ giúp cái sản phẩm đấy bớt những cái mùi về mặt công thức, nó đỡ bị ghê hơn thôi. Chứ còn với mình thì cái mùi hương nó thực sự không quá quan trọng. Nó có thể hơi nó cần một chút liên quan tới cái mùi cơ thể là ổn, và hy vọng rằng là nó không bám quá lâu. Thì với cái sản phẩm sáp này nó tương đối được khoảng, chắc là được 1-2 tiếng mình còn ngửi thấy, chứ còn về sau thì hoàn toàn không. Tiếp đến có một cái điểm nổi trội, nó là mình khi mà mình, các bạn nhìn thấy là tóc mình vẫn có một chút độ rít, độ dính, nhưng mà cái độ rít, độ dính của cái sản phẩm này nó lại không kiểu khực như này, tức là nó không rít quá, không dính quá, mà nó cảm cho mình cảm giác là những sợi tóc dính vào nhau ấy, như kiểu đường dính vào nhau ấy, nó rất là dẻo, nó rất là dẻo, nó rất là mềm luôn. Tức là về cơ bản với những ai mà tóc nói chung là đỡ hơn tóc mình một chút, ngắn hơn này, mật độ dày hơn một chút, thì mình nghĩ là các bạn sẽ cảm giác cực kỳ tuyệt vời khi mà sử dụng dầu mithot Medusa này. Tuy nhiên phải khẳng định với các bạn luôn là với cảm nhận ở trên tóc mình, cái sản phẩm này chỉ ở mức ngưỡng medium firm mà thôi, đấy là phiên bản mới. Và khi mà các bạn restyle, các bạn sẽ thấy rằng là cái sáp nó sẽ hơi bám tay một chút, các bạn sẽ thấy nhằn nhằn nhám phần tay. Cái điều đấy cũng là một cái điều mà đáng lưu ý, mình cảm giác hơi khó chịu khi sử dụng cái sản phẩm restyle như thế này. Tuy nhiên thì phải lưu ý với các bạn một điều, đấy là cái phiên bản cũ có khắc laser lên trên như thế này, như mình đã giới thiệu với các bạn, mặc dù cái chất sáp không dùng được nữa, như mình đã review với các bạn là như nó đang hiển hiện như này. Tuy nhiên mình phải khẳng định với mọi người rằng cái từ stone hậu ở trên label hoàn toàn có ý nghĩa, bởi vì cái phiên bản cũ mình vút ở đây nó vừa khiến phần tóc dài này của mình ôm vào, mà vừa cái hiệu năng giữ nó cực kỳ cao so với phiên bản hiện tại. Tuy nhiên phải khẳng định các bạn luôn, hiện tại mình không rõ rằng là tất cả mọi sản phẩm đã như thế chưa, nhưng với mình cái sản phẩm bản cũ này đã hỏng rồi. Và mình lưu ý với các bạn rằng là nếu các bạn nào muốn trải nghiệm một cái mùi rất là ghê, nhưng mà vẫn muốn giữ nếp cao, rồi muốn hút dầu tốt, thì bạn có thể mua bản cũ. Tất nhiên là vừa mất mùi vừa xạ, dùng lên tóc thì cũng không làm sao cả, nhưng mà vấn đề là các bạn cứ thích phiêu lưu thì các bạn cứ phiêu lưu, mình không cấm các bạn. Mà mình đã chỉ giải thích rằng là tại sao người ta ghi là stone hold, trong khi mình review là medium đến firm hold. Và tất cả mọi thứ đó, thực sự mà nói, kể cả khi mà nó còn medium và firm, thì nó vẫn là một cái sản phẩm cho mình một cái trải nghiệm mới hoàn toàn tuyệt vời. Để cái điểm chê duy nhất, chắc là mình nghĩ là mình có thể chê nó phần vấn đề, mình nghĩ là mùi hương không hợp mũi mình. Mình muốn nặn ra để chê lắm các bạn, thực sự mình muốn nặn ra để chê lắm. Nhưng mà phải nói như nào, cái mình nặn ra chắc là không ổn. Một số người sẽ bảo là xoa ra thì bị sạn ra tay, thực ra thì đến khi mình xoa kỹ ra đầy đủ thì nó lại không bị sạn nữa, nó lại thành một lớp dầu đó. Thì cái này cũng giống như con Hand of Coco Quicksand, nó cũng hơi nhằn nhằn sạn sạn tay, hay là David Hope Solid hay David Hope Luna, tất cả mọi con nó có tính năng hút dầu tốt, nó đều như thế cả. Tất nhiên là đấy là tính những sản phẩm nó là gốc nước đó, với con gốc dầu như kiểu Rider thì nó lại có một trải nghiệm khác. Thế nên là mình phải thực sự nói rằng là với cái mức giá mà dưới 200 cho một cái lọ sản phẩm như thế này, thì mình nghĩ rằng là nó quá xứng đáng. Nó quá xứng đáng luôn các bạn. Thực sự mà nói, mình không nghĩ mình có thể chê cái gì cả. Kể cả khi mà mình nói rằng là bao bì vỏ hộp nó không được như ý mình muốn, thì mình nghĩ rằng là với cái mức giá đấy, chúng ta không chê được vào đâu ạ. Không chê được vào đâu ạ. Nếu mà cái yêu cầu cao quá thì chúng ta phải bỏ tiền thêm ra thôi, đó là điều hiển nhiên. Và đó là những gì mình có thể chia sẻ với các bạn về cái con Medusa này. Các bạn mua nó hay không tùy các bạn. Và lưu ý là Sailor Man Storm của con này đâu nha, không có đâu nha. Các bạn chịu khó tìm ở trên Google, trên Facebook hoặc là trên fanpage của chính thức của The Mythos thì sẽ có con Medusa này. Và hy vọng rằng clip này sẽ giúp ích các bạn trong việc chọn mua sản phẩm dịp cận Tết này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ và góp ý cho kênh Nguyên Review của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày trên kênh YouTube Nguyên Review. Và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn đẹp trai.